Xin kính chào cô bác, anh chị em cùng các bạn. Hôm nay Hà sẽ làm một cái video chi tiết về làm ra một cái đôn chậu. Đây là một cái đôn tương đối lớn. Thì cái quy trình làm cái đôn thì nó cũng hơi giống giống như cái chậu thôi. Tuy nhiên thì có nhiều cái đôn mà cái độ cong của nó rất lớn hoặc là nó hơi bị cao thì nó sẽ làm khó hơn một cái chậu. Cho nên hôm nay cái video này sẽ dành cho các bạn. Thì quy trình của chúng ta, đầu tiên chúng ta cũng làm cái lõi cát. Thì cái quy trình làm lõi cát thì mình cũng đã làm một cái video chi tiết về cái chậu 2m2 là có hướng dẫn làm cái lõi cát rồi. Sau khi làm lõi cát xong thì chúng ta lên một cái lớp hồ. Lớp hồ này luôn luôn là lớp hồ nhão một chút xíu nha các bạn. Bởi vì như vậy thì nó sẽ bám tốt hơn. Và khi mà nó nhão thì cái nước nó sẽ thấm vào cái cát, nó có độ hít hơn. Đến khi mình lên cái lớp hồ sau thì nó không có bị cái trường hợp là nó bị bung ra, nó bám mạnh hơn. Cái đôn mà mình đang quay đây thì nó cũng tương đối là lớn. Cái đường kính mặt của nó là 2m15. Bởi vì đây là cái đôn dành cho một cái chậu 4m, cho nên là cái độ chịu lực nó cần phải tương đối lực. Cái độ dày của cái đôn này nó khoảng 7 phân. Cho nên là mình đi hai lớp hồ, sau đó mình mới đi lớp sắt. Để làm sao để cho cái sắt nó nằm được ở giữa của cái lõi của cái đôn. Sau khi hàn sắt được xong thì chúng ta sẽ rất là yên tâm để chúng ta đi một lớp hồ hai, bởi vì chính cái sắt ấy nó đã giữ được cho cái lượng hồ và cát ở bên trong nó được ổn định rồi. Các bạn để ý là từ lúc đầu cho tới bây giờ mình hoàn toàn quay hoàn toàn bằng bê tông nha các bạn, và bê tông cũng tương đối là mát cao, nó tầm khoảng 350. Vì nó tương đối dày cho nên là mình phải quay đến khoảng 4 lần thì nó mới đầy được cái lớp hồ lên. Và đến lớp hồ thứ năm thì mình mới quay được cái cát mịn không nhé, cát cát mịn hoàn toàn để mình chuẩn bị đi nước bóng. Mình đang đổ một lớp cát mịn là lớp cát đi lần thứ năm nhé các bạn. Sau khi mình đi lớp cát mịn này thì mình sẽ tiến hành đi hồ dầu. Cái lớp cát mịn lần cuối cùng này á, các bạn đi lưu ý một chút xíu là chúng ta nên đi cho nó đều tay là một cái. Thứ hai nữa là đi làm sao mà cái lớp cát mịn mà nó phủ càng kín được cái đôn thì lát mình đi hồ dầu nó nhanh đầy hơn và nó đỡ hao hồ dầu. Cái lớp này cũng tương đối quan trọng nhé các bạn. Khi đi hồ dầu thì các bạn lưu ý là cái lớp hồ dầu đầu tiên ấy, chúng ta nên đi hơi sệt sệt đặc hơn một chút xíu. Vì cái bề mặt của cái đôn lúc này nó có nhiều cái lỗ nó còn lớn, cho nên là mình cần đi đặc để nó có thể lấp đầy được những cái lỗ lớn đó. Khi bề mặt của cái đôn đã được vít đầy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đi cái lớp hồ hồ dầu sau nó lỏng hơn chút xíu để cho cái mặt đôn nó được bóng láng. Chúc các bạn thành công. Chào anh hết.